Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Tên tôi là Quách Thị Quỳnh, đến từ đơn vị trường Mầm non Hoa Lan. Và trong hành trình ngày hôm nay, rất vinh dự cho tôi khi được là người giới thiệu với các bạn về khu di tích lịch sử hào hùng của địa phương mình. Kính thưa quý vị, Đông Triều là vùng đất địa linh nhân kiệt, miền đất trầm tích văn hóa và là nơi hội tụ những giá trị văn hóa vô cùng đặc sắc mà hiếm nơi nào có được. Và hiện nay, trên địa bàn thị xã có rất nhiều các di tích lịch sử cách mạng phản ánh những trang sử hào hùng và vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Điển hình là khu di tích Đèn Cao, khu di tích Đại Tứ Chiến Khu. Trong đó, khu di tích lịch sử cách mạng khu mỏ Mạo Khê là một di tích tiêu biểu ghi dấu những sự kiện lớn về quá trình hoạt động của những chiến sĩ cách mạng ở Mạo Khê. Khu di tích lịch sử cách mạng khu mỏ Mạo Khê gồm có 3 địa điểm: xưởng cơ khí, chùa Non Đông và nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở khu mỏ Quảng Ninh. Để tìm hiểu rõ hơn về khu di tích này, mời quý vị hãy cùng theo chân chúng tôi. Từ thành phố Hạ Long, thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh, đi theo quốc lộ 18A về phía Hà Nội khoảng 58 km đến ngã tư phố 2, rẽ phải, đi theo đường Nguyễn Văn Đài khoảng 3 km đến trụ sở công ty than Mạo Khê. Lấy trụ sở công ty than Mạo Khê làm mốc chính, quý vị có thể dễ dàng đến thăm từng điểm di tích trong khu di tích lịch sử mỏ than Mạo Khê. Mời quý vị đến với điểm di tích đầu tiên, xưởng cơ khí. Từ trụ sở công ty than Mạo Khê, đi ngược trở lại đường Nguyễn Văn Đài khoảng 300m, rẽ phải, đi theo đường lên mỏ gần 1km đến barrier kiểm soát các phương tiện ra vào mỏ. Qua barrier 50m, bên trái là xưởng cơ khí. Địa điểm này nằm trên khu vực địa bàn đoàn kết phường Mạo Khê, là nơi các vị lãnh tụ tiền bối, các hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên dùng làm địa điểm để tổ chức hội họp, bàn giải pháp tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin, giác ngộ lý tưởng cách mạng cho đội ngũ công nhân mỏ trong thời kỳ vô sản hóa. Xưởng cơ khí khi đó được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 2.500m², có 2 dãy nhà cấp 4, mỗi dãy gồm 5 ngôi nhà, tường xây gạch, mái lợp tranh, mỗi ngôi nhà rộng khoảng 100-150m². Những ngôi nhà này dùng làm nơi sửa chữa máy móc, xe gòn, đầu tàu hỏa, nơi để hàng hóa và nơi ở của công nhân. Xưởng lúc đó chỉ có một máy tiện, một máy khoan, một máy bào của Pháp. Trong nhà máy có hầm phốt, còn gọi hầm bát xanh, để sửa chữa đầu tàu hỏa. Hầm được làm sâu dưới lòng đất 2m, dài 1,5m, rộng 3m. Hiện nay, toàn bộ nhà xưởng cơ khí thời kỳ vô sản hóa không còn lưu giữ được. Năm 2002, chiếc hầm bát xanh vẫn còn, nhưng đến nay đã bị san lấp thành một bãi đất bằng phẳng. Trong khu vực xưởng cơ khí lúc đó, hiện chỉ còn lại ngôi nhà 2 tầng được xây dựng từ thời chủ mỏ Pháp. Nhà có kết cấu bê tông cốt thép, mái cuốn vòm. Mỗi tầng có 2 cửa chính lớn và nhiều cửa sổ. Tầng 1 của ngôi nhà đặt máy phát điện, phục vụ cho xưởng cơ khí. Tầng 2 của ngôi nhà là nơi ở của người Pháp. Ngôi nhà hiện nay đã bị hư hỏng nặng, toàn bộ hệ thống cánh cửa đều không còn. Hiện công ty than Mạo Khê vẫn giữ lại ngôi nhà đó để làm nơi ghi dấu sự kiện vô sản hóa những năm 1926-1929. Theo cuốn Truyền thống công nhân công ty than Mạo Khê xuất bản vào tháng 10 năm 2014, thì xưởng cơ khí là nơi đã diễn ra cuộc đình công đầu tiên của thợ mỏ Mạo Khê vào năm 1925. Và vào ngày 7 tháng 11 năm 1929, chào mừng kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại, cùng với việc giải truyền đơn ở cổng xưởng cơ khí, cửa lò và những nơi thợ mỏ hay ngồi nghỉ. Vào buổi chiều, một công nhân cơ khí đã lái tàu hỏa hơi nước số 4 được cắm lá cờ đỏ búa liềm, hai bên dán biểu ngữ chạy từ lò B xanh xuống cảng Bến Cân và ngược lại. Điều đó đã khẳng định đến năm 1929, đội ngũ công nhân mỏ đã trưởng thành, vững vàng tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào công nhân tiến lên những bước ngoặt phát triển mới, tiến tới thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở khu mỏ Quảng Ninh vào ngày 23 tháng 2 năm 1930. Tiếp theo hành trình, xin mời quý vị cùng đến với địa điểm thứ hai trong khu di tích, đó là chùa Non Đông. Từ trụ sở công ty than Mạo Khê, đi tiếp theo đường liên khu Công Nông khoảng 1,5 km đến ngã ba đường Công Nông và đường Nguyễn Văn Cử, rẽ trái đi khoảng 1 km là tới điểm di tích thứ hai,
Chùa Non Đông. Cơ sở bí mật của tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng năm 1929-1930. Địa điểm này nằm trên địa bàn khu Vĩnh Lập, phường Mạo Khê. Ngoài ra, còn có một đường đi khác, đó là từ chợ Mạo Khê theo đường Nguyễn Văn Cử đi khoảng 1,5 km là tới chùa Non Đông. Để lãnh đạo phong trào công nhân có hiệu quả, những người lãnh đạo phong trào cách mạng ở mỏ Mạo Khê thường bí mật họp bàn công việc và gặp gỡ đại diện công nhân tại chùa Non Đông, bàn bạc và triển khai kế hoạch đấu tranh. Từ đây, chùa Non Đông không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo, tâm linh mà còn là cơ sở bí mật của tổ chức lãnh đạo phong trào công nhân mỏ Mạo Khê. Thưa quý vị, chùa Non Đông hay còn gọi là Tường Quang Tự, nghĩa là ngôi chùa mang lại ánh sáng và sự may mắn. Và theo sử sách ghi lại thì ngôi chùa được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 13 năm Trung Hưng 1285 đời Trần, là một trong số 72 ngôi chùa của Thiền phái Trúc Lâm được xây dựng ghi dấu thời kỳ hưng thịnh của Phật giáo Việt Nam. Nơi đây kết hợp hai giá trị cao nhất hội tụ, đó là đạo pháp và dân tộc. Khi còn là cơ sở bí mật của Đông Dương Cộng sản Đảng, chùa kiến trúc chữ đinh gồm 5 gian tiền đường và 3 gian thượng điện. Chùa được xây dựng giáp chân núi, tiền đường xây bít đốc bình đầu, thượng điện cũng được xây kín như tòa tiền đường. Chùa có nhà tăng, nhà tổ. Năm 1947, chùa bị thực dân Pháp đốt phá và trở thành phế tích. Những năm 1929-1930, các nhà sư chùa Non Đông đã được đồng chí Nguyễn Văn Cử, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam giác ngộ cách mạng, cho đào hầm bí mật ngay ở khu vực cửa Tam Quan, nuôi giấu cán bộ mỗi khi địch lùng sục bất ngờ. Mỗi khi tổ chức hội họp, cán bộ đến họp trong chùa, trong vai những thiện nam tín nữ đến lễ chùa. Ở ngoài đã có các nhà sư canh gác an toàn, nhờ vậy mà ít khi bị mật thám để ý. Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Cử đã thường xuyên tổ chức hàng loạt các cuộc họp mật nhằm chỉ đạo các phong trào cách mạng của công nhân và nhân dân trong các cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tiến tới thành lập chi bộ đảng đầu tiên ở khu mỏ Quảng Ninh, góp phần quan trọng cho công cuộc gìn giữ bờ cõi đất nước. Như vậy, chùa Non Đông không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo tâm linh mà còn đóng vai trò là cơ sở bí mật của tổ chức lãnh đạo phong trào công nhân mỏ Mạo Khê. Hiện nay, chùa được Ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh huy động công đức trùng tu, tôn tạo lại để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân. Điểm đến tiếp theo của khu di tích là nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở khu mỏ Quảng Ninh. Từ trụ sở công ty than Mạo Khê đi khoảng 100m, rẽ phải khoảng 500m là tới địa điểm thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Quảng Ninh. Địa điểm này nằm trên địa bàn tổ 1, khu dân chủ, phường Mạo Khê. Mỏ Mạo Khê là một trong những khai trường khai thác khá sớm. Từ năm 1846, một trong những cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam. Từ năm 1926 đến năm 1929, nhiều thanh niên trí thức tiểu thư sản có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc được giác ngộ cách mạng và hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đi vô sản hóa đã về làm việc tại nhà máy cơ khí của mỏ Mạo Khê. Tại đây, họ tuyên truyền tư tưởng cách mạng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin vào đội ngũ công nhân, để rồi sau đó tiến tới thành lập chi bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại mỏ Mạo Khê. Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Cử, nguyên Tổng Bí thư của Đảng, một chiến sĩ cộng sản ưu tú, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người có tầm nhìn chiến lược về lý luận xây dựng Đảng, một tấm gương cao đẹp về đạo đức cách mạng, đã hoạt động trong thời kỳ vô sản hóa, xây dựng phong trào cách mạng tại khu mỏ Mạo Khê. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước tại khu mỏ Mạo Khê ngày càng lớn mạnh, đòi hỏi sự lãnh đạo thống nhất đảm bảo cho cách mạng thành công. Ngày 23 tháng 2 năm 1930, chỉ sau ngày thành lập Đảng đúng 20 ngày, hội nghị thành lập chi bộ Đảng Cộng sản được tiến hành tại căn nhà nhỏ cạnh xóm thợ phía nam của mỏ, này là khu dân chủ, phường Mạo Khê. Đồng chí Phùng, tức Nguyễn Văn Cử, phụ trách khu mỏ, giới thiệu đồng chí Trọng, tức Nguyễn Đức Cảnh, thay mặt Đảng công nhận từng đồng chí vào Đảng và công bố thành lập chi bộ gồm 5 đồng chí, đó là Đặng Châu Tuệ, Vũ Thị Mai, Nguyễn Huy Sán, Bùi Văn Mạo, Bùi Đức Giao. Đồng chí Đặng Châu Tuệ được chỉ định làm bí thư chi bộ. Đây là chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên được thành lập ở khu mỏ Quảng Ninh.
là một trong số những chi bộ được thành lập theo đúng chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý vị, nơi tôi đang đứng là nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở khu mỏ Quảng Ninh. Nơi này trước đây là một lán thợ mái tranh, vách đất, rộng chừng khoảng 10 m2. Lán thợ nằm trong xóm thợ hẻo lánh ở cánh rừng phía nam của mỏ. Và đến năm 2002, sau khi di tích được công nhận là di tích cấp tỉnh, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở khu mỏ được dựng bia ghi dấu. Và công trình nhà bia này được khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 81 năm truyền thống công nhân mỏ, truyền thống ngành than, ngày 12 tháng 11 năm 2017. Nhà bia có mặt bằng hình vuông, kết cấu công trình bằng bê tông cốt thép, có kiến trúc truyền thống, một gian bốn mái kiểu hồi văn bốn đầu đao. Hàng năm, vào các dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày thành lập mỏ Mạo Khê, ngày truyền thống công nhân mỏ, truyền thống ngành than 12 tháng 11, các ngày lễ Tết, các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, công ty than Mạo Khê, các đoàn cán bộ thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều và các tổ chức chính trị xã hội của thị xã Đông Triều, đảng viên, cán bộ, nhân dân, học sinh các trường học trên địa bàn thị xã và phường Mạo Khê đều tổ chức các đoàn đến thăm những nơi trước đây các đồng chí cán bộ cách mạng đã đến vô sản hóa, tổ chức dâng hương, đặt vòng hoa, báo công tại nhà bia, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên tại khu mỏ Quảng Ninh. Kính thưa quý vị, với ý nghĩa và giá trị lịch sử tiêu biểu, khu di tích lịch sử cách mạng mỏ Mạo Khê đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Mạo Khê, Đông Triều ngày nay đang từng ngày, từng giờ thay ra đổi thịt. Mỗi con đường, mỗi tuyến phố ngày càng trở lên khang trang và sạch đẹp, như nhắc nhở mỗi con người đất mỏ về truyền thống uống nước nhớ nguồn, luôn tự hào với truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của quê hương. Đồng thời, khắc ghi trong tâm trí mình với lòng biết ơn sâu sắc, công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương đệ tứ chiến khu anh hùng, cùng nhau chung sức, đồng lòng xây dựng thị xã Đông Triều ngày càng giàu đẹp, văn minh và trở thành đô thị phát triển năng động ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh Quảng Ninh.